được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Sau đây là tình hình đại dịch tại New South Wales. Ngày hôm qua, Chủ nhật, chính phủ New South Wales đã loan báo rằng tiểu bang này đã không có ca nhiễm bệnh mới nào và đây là lần đầu tiên kể từ ngày 10 tháng 6 mà New South Wales không có trường hợp nhiễm bệnh mới. Mặc dù New South Wales vẫn thường có trường hợp nhiễm bệnh mà phần lớn là những người Úc từ nước ngoài trở về và đang sống cách ly, vì New South Wales là nơi đã tiếp nhận nhân số người Úc hồi hương đông đảo nhất nước Úc. Đây là một kết quả đáng kể dành cho tiểu bang đông dân nhất nước Úc. Tuy vậy, Thủ hiến Lady Barry Chicklian cũng như y sĩ trưởng bác sĩ Kerry Chan đều khuyến khích cư dân New South Wales tiếp tục thử nghiệm và tiếp tục tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội để tránh trường hợp lây lan. Trước đó vào ngày thứ Bảy, New South Wales cũng chỉ có một người nhiễm bệnh mà thôi, và đây là một người Úc từ nước ngoài trở về. Như vậy, New South Wales đã có 4 ngày liên tiếp không có ca nhiễm bệnh nào trong cộng đồng. Tình hình đại dịch tại Queensland, chính phủ và đối lập công bố vài kế hoạch bầu cử. Tin mới nhất mà chúng tôi nhận được sáng hôm nay 28 tháng 9 thì Queensland trở lại tình trạng không có ca nhiễm nào mới. Trong khi đó thì hôm qua Chủ nhật, New South Wales đã có một ca nhiễm bệnh mới. Trước đó trong ngày thứ Bảy, Queensland cũng đã có 3 ca nhiễm bệnh mới. Tất cả đều là thủy thủ của các tàu quốc tế chứ không phải là trường hợp nhiễm bệnh trong cộng đồng. Như vậy là trong 2 ngày cuối tuần, Queensland đã có 4 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi New South Wales chỉ có 1 mà thôi. Mặc dù vậy, Thủ hiến Anastasia Palaszczuk vẫn chưa tuyên bố thay đổi gì ngoài những thay đổi đã được loan báo và được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 10 đối với tiểu bang New South Wales. Ngoài ra, trong lĩnh vực bầu cử mà Queensland sẽ có vào ngày 31 tháng 10 sắp tới, thì Thủ hiến Palaszczuk đã loan báo là chính phủ lao động sẽ tuyển dụng thêm 2.000 cảnh sát viên trong vòng 5 năm sắp tới để bảo vệ an ninh trật tự cho Queensland với một tốn phí là 624 triệu đô la. Trong khi đó, thì về phía đối lập, lãnh tụ Deb Franklington cũng đã loan báo chương trình tân trang xã hội Brooks Highway để tạo thêm an toàn giao thông. Xa lộ này nối liền vùng phía bắc Queensland xuyên qua các thành phố Tebbit xuống đến vùng Sunshine Coast và công trình này dự trù sẽ mất 15 năm với một tổn phí dự trù là 33 tỷ đô la, nhưng là cơ hội để tạo thêm 100.000 công ăn việc làm cho cư dân tại Queensland. Trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ lao động cũng như Liên đảng Tự do Quốc gia ở thế đối lập đều không thể không quan tâm đến thành phần cử tri trẻ, vì họ là thành phần đang bị thiệt thòi về mặt nhân dụng và mức độ thất nghiệp này còn tồi tệ hơn vì tình trạng đại dịch. Chẳng hạn như tại thành phố phía Bắc Cairns, mức độ thất nghiệp của giới trẻ vào tháng 7 năm 2020 là 18.5%, so với 8% của 12 tháng trước đó. Con số tương đương tại vùng White Bay là 40.8% so với 25.2% hồi một năm trước đó. Và tại vùng Sunshine Coast, ở phía bắc thủ phủ Brisbane, con số tương đương này là 22.2% so với 12.5% hồi tháng 7 năm 2019. Cuối cùng là tình hình đại dịch tại Tây Úc, 9 ca nhiễm bệnh mới. Vào ngày thứ Bảy, Tây Úc đã loan báo 2 ca nhiễm bệnh mới thuộc thủy thủ đoàn của một chiếc tàu chở hàng đang neo đậu ngoài khơi của cảng Port Hedland. Tuy nhiên, sau khi được thử nghiệm thì đã có thêm 7 trường hợp nhiễm bệnh khác được xác nhận, nâng số người nhiễm bệnh mới tại Tây Úc lên 9 trường hợp. Chính quyền Tây Úc đang thu xếp để những nạn nhân này có thể được lên bờ để được chăm sóc sức khỏe và chiếc tàu hàng này có thể được khử trùng. Hầu hết những thủy thủ trên tàu hàng này là người Philippines. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.